Em xin kính tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trung Đồ Lính nhá. Mọi người đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để tiện theo dõi những video mới nhất và những sản phẩm mới nhất của em lên cho mọi người xem. Ai có sản phẩm nào thì gọi điện trực tiếp về số của em 0378 050 027 nếu có tư vấn được chính xác nhất cho mọi người nhé. Còn cửa hàng của em thì tại 99 Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Bác nào có thời gian du lịch thì có thể tạt qua cửa hàng em tham quan và mua sắm trực tiếp giúp em nhé. Hôm nay em sẽ lên cho mọi người hai chiếc áo M65 hàng chuẩn cấp phát cho quân đội Mỹ nhé. Mặc dù nó là mùa chưa phải mùa của nó nhưng mà em cứ về được chiếc nào mới thì em cứ lên cho mọi người. Bác nào mà cảm thấy ưng ý thì có thể mua trước để mùa đông có thể mặc. Cái này thì mọi người mặc bao nhiêu năm còn được mà, chứ không phải mua trước có mấy tháng. Thế mà giá tầm này thì giá nó hợp lý hơn nhé. Tầm này giá nó hợp lý hơn. Với cả không phải là đúng vụ thì giá nó không cao, với cả nó không sốt bằng đấy. Chiếc đầu tiên là chiếc size Smoreguna sản xuất năm 1976 nhá. Smoreguna sản xuất năm 1976, hai khóa đồng. Khóa này là khóa Secoview. Hai khóa đồng. Áo này màu còn rất là đẹp nhé. Màu còn cực đẹp. Em đo vai cho mọi người. Cái chiếc áo này màu còn rất đẹp. Độ mới của nó còn tầm 95%. Vai 50 nhé. Size Smoreguna thì vai 50. Các bác từ 60 đến 70 cân mặc đẹp. 60 đến 70 cân là mặc đẹp nhất nhé. Dài 77. Dài 77, 78 nhé. Căng ra được 78. Dài 77, 78. Cái này các bác từ 60 đến 70 cân mặc là đẹp nhất. Và cao từ 1m65. Từ 1m65 có thể mặc được cái áo này. Từ 1m65 đến 1m73. 1m65, 1m73 mặc là ok, là đẹp nhất. Trong cái khoảng đó là đẹp nhất nhé. Chứ còn các bác mà xê dịch một chút không ảnh hưởng gì. Vì cái áo M65 mà nó cũng dễ mặc. Quan trọng các bác thích mặc thế nào thôi. Đó, như em mặc cái này là ok đúng không ạ? Màu còn cực kỳ đẹp. Nó không bị dơ bẩn gì. Độ mới tầm 95-96%. Còn đẹp xuất sắc luôn. Nó gọi là siêu đẹp. Nhưng nó có một cái lỗ nhỏ nhỏ ở chỗ này. Nói chung là để kỹ thì thấy, còn không thì không thấy đâu ạ. Có một cái vết sơn vải ở chỗ này. Sơn vải nhỏ xíu. Nhỏ xíu ở cái lắp túi này. Còn một tem nhá. Còn nó không có lỗi lầm gì hết. Năm 1976 nhá. Hai khóa đồng, không có lỗi lầm gì. À quên, có lỗi nhỏ nhầm. Có một cái lỗi nhỏ như vậy. Sạch. Cái này sạch, không một vết dơ nào luôn. Rất là sạch. Cổ cũng sạch đẹp. Cổ đẹp này. Đó. Tem còn đủ nhá. Tem này. Tem size, tem đời. Khóa đồng thì nó một tem to này luôn nhá. Trên mũ là dây rút thì đầy đủ rồi. Khóa là Scoville đuôi cá nhá. Xem mũ cò này hết. Mũ còn mọi người nhá. Mũ cò. Nói chung cái áo này đẹp xuất sắc đấy mọi người. Mọi người mà sở hữu cái áo này là ok. Dây rút trên dưới đầy đủ. Dây rút vẫn còn có giãn luôn. Đó, cái chiếc áo này em thông báo thông số rồi, vai 50 dài 7 gọi 78 đi. Vai 50 dài 78. À, các bác từ 60 đến 70 cân mặc đẹp. Và cao từ 1m65 đến 1m73 nhá. Cao 1m65 đến 1m75 được. 1m65 đến 1m75 mặc ok cái áo này. Rồi, bác nào thích cái chiếc áo này vừa thì lên chốt chiếc áo này. Size đẹp. Màu còn đẹp. Độ mới cao. Giá em để cho mọi người. Và có một lỗi này nhé, em báo luôn rồi. Có một lỗi là xước vải thôi. Mọi người cứ để bình thường mặc cũng được, không sao cả. Nó không ảnh hưởng gì đâu, áo xưa mà. Có chút lỗi vậy. Em để cho mọi người giá là 2.800.000 nhé. 2.800.000 cho chiếc áo này. 2.800.000. Còn rất là đẹp đấy, em đảm bảo cho mọi người. Mọi người đừng nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Có một chiếc này nữa. Em lên một chiếc này nữa nhé. Size small sock. Size vàng luôn. 51981 nhá. Small sock. Còn cái này thì em cứ đảm bảo cho mọi người là chuẩn cấp phát cho quân đội Mỹ. Sai đâu em chịu trách nhiệm. Ok chưa?
Em bán hàng thì mọi người biết rồi, đâu ở đâu nói ở đấy, không phải suy diễn nhiều. Vai của nó là vai 49,5 50, vai 49,5 50. Áo này thì độ mới rất là cao, tem nó dài 74 75, dài 74 75, tem đây ạ, mới chưa, cái tem này độ mới rất là cao. Nhưng mà có cái lỗi rất là đáng tiếc do bảo quản nhé, cái này là lỗi do bảo quản thôi, cái thuốc là thuốc bảo quản, nó vẩy vào, nó bị đằng sau lưng áo đó, đằng sau lưng áo, chứ còn thoải mái là không phải là bị mục đâu nhá, răng thoải mái nhá, đó nào đó. Chứ cái này là chỉ vết này thì nói chung là mọi người không biết về giặt, nhưng mà giặt chắc không ra, cái này giặt chắc không ra đâu. Nói chung là có vết này nó đi theo áo mãi mãi nhá, vết này đi theo áo mãi mãi, trừ khi mai sau mọi người mặc nhiều cái này nó bạc đi thì cái này nó cũng mờ đi thôi, chứ còn giặt không ra được, giặt chắc không ra được đâu. Chứ còn cái lỗi này có lỗi, nhưng mà đằng sau áo mà nó nhỏ nhỏ thôi, không to đâu. Đấy mọi người ưng ý cái áo này thì nên chốt, bởi vì cái áo này nó độ mới, em đảm bảo nếu mà về vải độ mới tầm 97%, về vải áo và các thứ để mới 97% luôn. Cái này thì các bác từ mét, nói chung là từ 1m6 cho đến 1m68 mặc đẹp nhá. 1m6 đến 1m68 mặc được cái áo này. 1m60 đến 1m68 mặc được cái áo này nhá. Và từ 58kg đến 68kg, 58 đến 68kg mặc vừa cái chiếc áo này. Từ 1m60 đến 1m68 mặc là ok. Có một cái lỗi nhỏ nhỏ để em báo rồi, còn tất cả em bao cho mọi người đẹp tuyệt vời luôn. Dây rút mũ đầy đủ nhá, dây rút mũ đầy đủ nhá, đẹp mê hồn luôn. Khóa đầu vào khóa này, nó cái áo kia đầu vào khóa rất là đẹp, áo này đầu vào khóa rất là đẹp nhá, chưa tưa tí nào. Chiếc áo này nếu mà mọi người chấp nhận được cái lỗi nhỏ nhỏ đằng sau lưng này, nói thật là không nhìn thấy đâu. Để mặc bình thường thì không để ý, không nhìn thấy đâu. Còn để mà soi thì sẽ nhìn thấy. Chứ còn để mà nhìn bình thường thì cái áo này là vô đối luôn. Cái áo này là quá đẹp luôn nhá. Ok chưa? Rồi, chiếc áo này em để cho mọi người giá là 3 triệu. 3 triệu chiếc áo này. Chứ còn chiếc áo này mà không có lỗi này thì không bao giờ dưới 4 triệu rưỡi. Không bao giờ dưới 4 triệu 500 nghìn chiếc áo này đâu ạ. Bởi vì nó là size vàng này, và độ mới của nó tầm 96-97% cơ, mới lắm. Mọi người nhìn cái tem là mọi người biết, nhìn cái tem rồi nhìn cái đầu vào khóa là mọi người biết đó, rất là mới, rất là đẹp nhá. Đó, giá em đã thông báo, bác nào vừa chiếc nào thì cứ liên hệ với em, và yêu thích chiếc nào liên hệ với em. Lỗi em đã báo, bác nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027. Rồi xin chào và hẹn mọi người video tiếp theo nhé.